Ngày 14 tháng 10 năm 1925, ba vị thừa sai tiên khởi là cha Wibe Cusino, cha Eugène Larousse, thầy Barnabé Thomas Saint-Pierre đã rời quê hương Canada theo tiếng gọi của thầy Chí Thánh để đến Việt Nam, một vùng đất xa lạ. Lộ trình đi của các nhà thừa sai từ Canada đến Việt Nam thật lắm gian nan. Sau 45 ngày đêm lênh đênh trên biển, từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 30 tháng 11 năm 1925, chuyến tàu chở các ngài cũng đã cập bến Đà Nẵng. Sau đó, chuyến tàu hỏa đưa các ngài từ Đà Nẵng về Huế. Tại đây, một số người do Đức cha Alice phái đến để đưa các ngài về tòa tổng giám mục. Cuối cùng, các vị thừa sai cũng đã đặt chân đến Huế, mang theo ngọn lửa tình yêu của Đức Giêsu đến Việt Nam, với mong ước làm cho nước Chúa trị đến trên mảnh đất hình chữ S này. Các ngài đã được Đức cha Alice đón tiếp nồng hậu. Sau khi cầu nguyện và trao đổi, Đức cha đã đồng ý cho các ngài thành lập dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam và chọn ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 8 tháng 12 năm 1925 là ngày khai sinh Cộng đoàn Tu Viện. Năm 1929, dòng Chúa Cứu Thế mở tu viện thứ hai tại Hà Nội, tiếp tục công cuộc truyền giáo, giảng đại phúc và tĩnh tâm cho giáo dân. Hà Nội thật nhộn nhịp và đông đúc. Chúng ta phải tận dụng mọi cơ hội để truyền bá đức tin. Chúng ta sẽ mở các lớp học, giảng đạo và giúp đỡ những người nghèo khổ ở nơi đây.
mời thầy cả vào quán con làm cốc chè ạ. Các vị thừa sai đến rồi bà con ơi. Bà con đến chào thầy cả đi. Nào, các bà ơi, đến chào thầy cả nào. Các bà ơi. Mọi người khỏe chứ? Dạ thưa, khỏe ạ. Tốt quá, mọi người ngồi xuống đi. Dạ vâng ạ. Con có muốn nghe truyền đạo không? Dạ thưa thầy, có ạ. Cách đây hơn 2.000 năm, con Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại, xuống thế làm người và đi giảng đạo cho quân Do Thái. Ngài làm nhiều phép lạ, chữa lành bệnh cho họ. Thế mà họ đã bắt người, đánh đập, sỉ vả. Họ đã giết người, treo người trên cây thập giá. Thôi, hôm nay thầy kể đến nay thôi. Ngày mai thầy đến rồi kể tiếp. Dạ thưa thầy cả, chúng con muốn biết nhiều hơn về Chúa Giêsu. Hôm nào thầy lại đến kể về Chúa Giêsu cho chúng con nghe tiếp thầy nhé. Chào bà con, chúc bà con đêm nay bình an. Như vậy, hạt giống đức tin cứ từng ngày được âm thầm gieo vãi, cắm rễ sâu, vươn lên mạnh mẽ và đầy lòng mến. Giai đoạn năm 1946 đến năm 1975, dòng Chúa Cứu Thế đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng vẫn kiên trì hoạt động, giúp đỡ người dân, bảo vệ công lý và hòa bình. Những năm tháng chiến tranh, cùng với những người con đất Việt, những người dân của thành phố Huế cũng phải gồng mình gánh chịu mưa bom tàn nạn. Tang thương nối kết tang thương, nhiều gia đình phải gánh chịu cảnh chia ly, nhà tan cửa nát. Đặc biệt, biến cố Mậu Thân năm 1968, nhiều giáo dân đã chạy đến nương nhờ nhà dòng, nhiều người đã chạy đến nhà thờ để tránh làn bom đạn.
nhờ sự cầu bầu và bàn tay nâng đỡ của mẹ Hằng cứu giúp, sự yêu thương của các linh mục dòng Chúa Cứu Thế mà nhiều người tìm được bình an, bước qua những đau thương, mất mát để tiếp tục một cuộc sống mới. Nhìn lên anh mẹ, mẹ Hằng cứu giúp, những nghe mẹ nói mẹ là mẹ con, sao con chẳng nhớ, dù con ra sao mẹ vẫn yêu con, mẹ sẽ cứu con. Ơi mẹ Maria, mẹ đáng kính yêu, mẹ đang ở đó, ánh mắt dịu hiền chờ con chạy đến. Từ năm 1969 đến nay, dòng Chúa Cứu Thế mở rộng hoạt động truyền giáo đến các vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là vùng Tây Nguyên, giúp đỡ các cộng đồng dân tộc thiểu số. Những bước chân đầu tiên của các vị thừa sai dòng Chúa Cứu Thế đến vùng đất Tây Nguyên này đã bắt đầu đâm mông kết trái. Thank you.
con có muốn hát không? Dạ có. Cha sẽ dạy các con hát nhé. Dạ vâng thưa cha. Sống luôn rồi sao mãi, Chúa đến ban sức sống ngài cho chúng con đi theo ngài. Mọi vất vả nơi đôi tay chia sớt chung cùng ngài đây. Mọi gánh nặng trên đôi vai ngài đến cùng mang lấy. Giê-xu Chúa muôn loài xin được biết ơn ngài. Giê-xu Christo khoa mời bờ ni luôn rồi sao mãi, Chúa đến ban sức sống ngài cho chúng con đi theo ngài. Mọi vất vả nơi đôi tay chia sớt chung cùng ngài đây. Mọi gánh nặng trên đôi vai ngài đến cùng mang lấy. Giê-xu Chúa muôn loài xin được biết ơn ngài. Giê-xu Christo khoa mời ư an cơ năm 2000 đến nay, dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tiếp tục phát triển, mở rộng hoạt động giáo dục, y tế và xã hội. Nhiều chương trình truyền giáo và từ thiện được thực hiện, mang lại nhiều kết quả tích cực. Quá cơn đói từng ngày vì em không
xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa. Mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Anh em ta về cùng nhau ta quây quần nè, 1 2 3 4 5. Anh em ta về cùng nhau ta sum họp nè, 5 4 3 2 1. Một đều chân bước nhé, 2 quay nhìn nhau đi, 3 cầm tay trắng nhé, không muốn ai chia lìa. 4 nhớ rằng chúng ta 4 bề anh em một nhà, 5 nhớ mãi tình này trong câu ca. Xin tạ ơn anh Thiên Chúa về cùng và mẹ hằng quý quân nè, đã yêu thương gìn giữ hội dòng trong 100 năm qua. Về cùng nhau tất ta cả là hồng ân, 5, 4, 3, chúng 2, con xin ngàn đời tạ ơn. Giá vẫn xanh tươi hoa thắm nở, thế giới đang tổn đức tuôn trào lệ thắm môi hồng. Tri ân đêm tiệc thánh ban tặng màu hồng yêu thương, xin chỉ cho con hơi người trèo trên đó. Tự nào mà con cài trên áo, trái thập tự nào đời con phải hái mà ăn. Thế giới đang ngày mùa vui mừng trong lễ tạ ơn, mãi mãi cây thập giá vẫn xanh tươi hoa thắm nở. Thế giới đang cổ đức tuôn trào lệ thắm môi hồng, tri ân đến tiệc thánh ban tặng màu hồng yêu thương. Thế giới đang ngày mùa vui mừng trong
giáo.